Đây là loài động vật giỏi leo trèo nhất thế giới. Dù không có ngón tay để bám vào các vách đá như con người, nhưng loài dê núi này vẫn có thể ung dung leo trèo trên những vách núi gần như thẳng đứng cao hàng trăm mét mà không hề hấn gì. Thậm chí tốc độ leo núi của nó cũng rất đáng nể. Nó chỉ tốn 20 phút để có thể leo được một núi đá cao 457 mét. Để có thể leo trèo được như vậy, thì bộ móng của chúng đóng vai trò hết sức quan trọng. Hai móng của chúng vừa có mép cứng vừa có đế mềm. Ngoài ra hai ngón tách biệt có thể xòe rộng ra để đặt chân cho dễ, hoặc khép chặt lại để có thể bám vào đá chặt hơn, giúp chúng giữ được thăng bằng tốt khi leo trèo ở địa hình hiểm trở.